đây là món ẩm thực đặc trưng của Singapore, đó là món cua sốt ớt. Đấy. Cua Singapore ở tầm loại là 2 con 1 ký cho đến là 1 con 1 ký. Cái sốt ớt là món ăn đặc trưng rất là hấp dẫn ở Singapore và người dân Việt Nam, đặc biệt du khách phải đến khu Newton Food Center để thưởng thức. Đấy, cái rất hấp dẫn. Rồi, bây giờ xin mời. Xin mời thưởng thức.